Hồi đó giờ thì Mỹ cứ nghĩ là bánh mì nó khó lắm, tại vì là phải có cái lò nướng. Nhưng mà bây giờ Mỹ phát hiện ra được một cái cách làm bánh mì mà không cần lò nướng luôn. Bánh mì thì nó giòn, bên trong thì đặc ruột, ăn với sữa rất là ngon. Làm bánh mì thì cái nguyên liệu chính của mình sẽ là bột mì mấy bạn. Rồi bây giờ mình đi trộn luôn cái bột nè. Mỹ sẽ cho vô đây là 600g bột mì. Cái bột mì này thì Mỹ dùng cái bột mì đa dụng nha. Mỹ cho vô thêm là 20g men nở. Và cái men nở này thì nó sẽ khác hoàn toàn với lại cái bột nở. Cái bột nở thường thì mình sẽ làm bánh bông lan hoặc là làm mấy cái chả. Còn cái men nở này là mình sử dụng để làm bánh mì. Rồi Mỹ sẽ cho thêm đường, muối, giấm, dầu ăn. Liều lượng thì Mỹ có để trên cái màn hình rồi. Rồi sau đó mình sẽ trộn cái phần bột này lại với nhau cho nó đều. Bột nó đều rồi nè. Bây giờ thì Mỹ sẽ cho vô đây nước lọc. Tổng cái phần nước lọc là sẽ 320ml, nhưng mà mình cho trước 160ml trước, rồi mình sẽ trộn từ từ. Cái phần nước lọc này là Mỹ sẽ cho cái nước lạnh hoàn toàn luôn, chứ không có cần phải nước ấm hoặc là nước nóng nha. Lúc mà mình mới trộn thì cái bột nó sẽ dính tay và dính thao, nhìn nó rất là tùm lum nha. Nhưng mà mấy bạn cứ trộn tầm khoảng 5 đến 10 phút đi, là một hồi cái bột của mình nó sẽ không có còn dính nữa. Mỹ trộn hồi nãy giờ là được 10 phút rồi mấy bạn. Bây giờ là cái thao nó cũng sạch rồi nè. Mà cái tay Mỹ giờ nó cũng sạch rồi đó, nó không có còn dính như hồi nãy nha. Mấy bạn trộn tới khi nào mà bột nó mịn, nó mềm giống vậy là được rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa có thể làm bánh mì liền được, mình sẽ đem đi ủ. Để ủ là mình phải cho nó thật là kín luôn. Thì Mỹ sẽ sử dụng cái màng bọc thực phẩm mình bọc cái thao này lại. Và mình sẽ ủ trong vòng khoảng là 1 tiếng đồng hồ. Ít nhất là 1 tiếng nha, để cho cái bột này nó nở lên. Và đây là 1 tiếng rồi đó. Mấy bạn thấy cái khối bột không, nó nở lên gần gấp đôi so với lại cái ban đầu. Và khi mà mình vừa mở cái màng bọc thực phẩm ra là mấy bạn nghe cái mùi bột y như là cái mùi bánh mì vậy mấy bạn. Và cái bột này nè, nó sẽ nở lên, nó hơi tơi tơi xốp xốp. Và nó rất là mềm luôn. Bây giờ thì Mỹ sẽ đi trộn lại cái phần bột đó và mình tạo hình làm bánh mì nha. Và cái bột này khi mình ủ nó nở ra đó, làm Mỹ thấy là nó kiểu như là có không khí ở trong này nè. Cho nên là mình sẽ nhồi một hồi để cho cái bột này nó dẻ xuống, rồi mình mới bắt đầu đem đi nặn nha. Nguyên cái khối bột này là 600g. Thì bây giờ Mỹ sẽ chia ra đều để một hồi mình nặn bánh mì cho nó đều, nó không có bị ổ lớn ổ nhỏ. Thì cái này 600g bột mì thì Mỹ sẽ chia ra làm 6 phần. Và mỗi một phần nhỏ như vậy thì mình chia ra làm 3 hoặc 4 phần nhỏ nữa. Thì mỗi cái phần nhỏ như vậy là mình sẽ làm được một ổ bánh mì mini. Còn nếu như mấy bạn làm cái kích thước bánh mì mình lớn hơn hoặc nhỏ hơn nữa thì mình cứ chia cái phần bột ra. Cái này thì cứ tùy theo cái sở thích của mình là mình nặn cái ổ bánh mì nó lớn hay nó nhỏ nha. Sau khi mà mình cuộn cái bột lại như vậy thì mấy bạn nhớ là hai cái phần đầu nó sẽ nhỏ, còn cái phần ở giữa thì mình cho nó hơi bự ra để cho nó giống như là cái tạo hình của ổ bánh mì. Sau khi mà tạo hình xong rồi thì mình sẽ gạch lên một cái đường xéo ở trên cái ổ bánh mì. Mình sẽ gạch tầm 2 đến 3 đường nha. Thì mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi nào mà hết bột luôn nha mấy bạn. Và khi mà mình gấp cái bột làm cái ổ bánh mì thì cái mép gấp mấy bạn phải lăn tròn tròn để cho nó sát cái mép gấp. Khi mà mình làm bánh mì nó không có bị bung ra. Mỹ không có được khéo tay lắm cho nên là mình nặn cái bột làm bánh mì nó chưa có được đẹp lắm mấy bạn. Bạn nào khéo thì sẽ làm đẹp hơn Mỹ nha. Bánh mì Mỹ nặn xong rồi nè. Nhìn thì nó cũng được, nhìn cũng giống giống ổ bánh mì đó. Nhưng mà để một hồi mình chiên lên coi nó ra làm sao nữa nha. Và để chiên cái bánh mì này thì mình phải cần nhiều dầu, giống như là chiên chả giò vậy đó. Và cái dầu thì nó phải hơi nóng thì mình mới bỏ cái bánh mì vô nha. Khi mình chiên thì mình nhớ là trở đều hai mặt để cho cái bánh mì mình nó được dàn đều cả hai bên cho nó đẹp. Chiên cái này thì cái phần canh lửa với lại canh dầu thì nó cũng quan trọng nha. Tại vì nếu mà cái dầu của mình nó không có được nóng thì dầu nó sẽ dễ thấm vô bánh mì. Còn nếu dầu nóng quá thì bánh mì sẽ dễ bị khét. Cho nên là mình phải canh chỉnh lửa với lại canh dầu cho nó hơi nóng. Đừng có nóng quá mà cũng đừng có là nguội quá. Mà chiên bánh mì thì mới thấy là hơi vàng như vậy là được rồi. Một hồi mình lấy ra nó nguội lại là nó sẽ vàng dừa. Còn nếu như trong cái chảo mà mình chiên cho nó vàng quá thì một hồi lấy ra là nó sẽ bị hơi đen, nhìn nó không có được đẹp. Và mấy bạn đừng có sợ là mình chiên cái bánh mì này nó sẽ bị dăng. Nó sẽ không có hề bị dăng chút nào hết trơn á. Và Mỹ chiên hồi nãy giờ thì cũng hết cái phần bọt bánh mì rồi nè. Bánh mì Mỹ thấy ở bên ngoài thì nó giòn và nó có màu vàng rất là đẹp nha. Còn cái phần bên trong thì giờ mình bẻ ra nè. Cái phần bánh mì ở bên trong thì nó rất là đặc ruột. Và cái bột là nó chín chứ nó không có bị sống hoặc là bị sượng. Ăn nó không hề hôi mùi bột gì hết.
Cái bánh mì thì nó rất là khô ráo, nó không hề bị thấm một chút xíu dầu nào hết trơn mấy bạn. Bạn nào ở nhà mà không có cái lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu á, thì mấy bạn có thể áp dụng cái cách làm bánh mì như thế này. Nó rất là tiện mà ăn thì nó cũng ngon nữa. Cái bánh mì này mình có thể chấm với lại sữa đặc, ăn rất là ngon luôn. Giờ mình mời mấy bạn ăn chung nha.